giao dịch đất nền sôi động trở lại hay chỉ là thị trường giả của môi giới để lôi kéo nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm? Anh Hát, một nhà đầu tư bất động sản khu vực Gia Lâm, Long Biên cho biết, hơn 2 tháng nay cũng nghe nói thị trường bất động sản đã sôi động trở lại. Giao dịch đã tăng khoảng gần 40% so với cuối năm 2023. Tuy nhiên, 5 lô đất của anh đầu tư ở Gia Lâm, Long Biên giao bán hơn 2 tháng nay có nhiều người gọi điện đến hỏi, nhưng thực tế hơn 80% cuộc gọi là của môi giới bất động sản. Người tìm mua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo tìm hiểu thực tế của phóng viên, số lượng giao dịch bất động sản trên địa bàn huyện Thanh Trì từ đầu năm đến nay là không đáng kể. Các giao dịch thực hiện thành công chủ yếu là các khu đất nền có diện tích từ vài trăm mét vuông trở lên để đầu tư làm kho bãi, kho chứa, kho bảo quản hàng đông lạnh của các doanh nghiệp. Còn lại giao dịch cá nhân để ở rất hiếm hoi. Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, tại thị trường nhiều khu vực có sự tấp nập nhưng người mua người bán không phải là nhà đầu tư mà là những màn kịch mà các môi giới, nhà đầu tư tạo ra. Họ đang tạo ra thị trường giả để lôi kéo, cuốn hút những nhà đầu tư nhẹ dạ, thiếu hiểu biết, kinh nghiệm. Các dự án đầu tư chất lượng, phù hợp, được đầu tư bài bản, uy tín, thương hiệu thì đó mới là thị trường thật.